Chào mừng em quay trở lại với Laptour Thế giới công nghệ, và lại là mình Sơn Nguyễn đây. Hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em 4 mẫu laptop LG Gram phiên bản 2021. Thời điểm hiện tại là tháng 6 năm 2022 đã được giảm giá cực sâu. Và tại Laptour, 4 chiếc máy này đã được giảm giá lên tới tận 25% so với cả thời điểm ban đầu sản phẩm này ra mắt. Vậy thì 4 sản phẩm này có những việc gì và mức giá giảm cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video này anh em nhé. Cụ thể thì với 4 mẫu máy hôm nay mình mang tới cho anh em đều có đủ 3 kích thước màn hình là 14 inch, 16 inch và 17 inch anh em ạ. Chúng ta đầu tiên hãy cùng qua đến chiếc máy đầu tiên, cũng là chiếc máy rẻ nhất trong chương trình này. Đó chính là chiếc LG Gram 16 có mã là GAX54A5. Chiếc máy này thì có mức giá niêm yết là 39.990.000 đúng không nào? Nhưng mà với chương trình giảm giá lần này được giảm giá tận 25%, anh em sẽ được giảm liền một phát 10 triệu luôn. Tức là bây giờ nó chỉ còn là 29.990.000 mà thôi anh em ạ. Đó, đó là mức giá cho cái sản phẩm này. Vậy thì sản phẩm này nó có cấu hình như thế nào và những cái ưu việt gì? Mình sẽ nói qua tổng một chút về cái ưu việt của những sản phẩm ở đây. Đầu tiên là nó phải là nhẹ như đúng cái tên của nó, Gram. Những cái chiếc máy ở đây nó đều có cái trọng lượng nó rất là nhẹ, mặc dù cho kích thước màn hình nó sẽ lên tầm từ 16 cho tới 17 inch, nhưng mà cái trọng lượng của nó sẽ chỉ trong khoảng độ 1 cân mốt mà thôi anh em ạ. Quá nhẹ nhàng đúng không nào? Để mà anh có thể mang những chiếc laptop 16 hay 17 inch đi ra ngoài với trọng lượng chỉ có 1 cân mốt ấy, nó chỉ nặng tương đương với cả những chiếc laptop mà 13, 14 inch ấy, thì lúc này phải nói là cảm giác nó dễ chịu vô cùng anh em ạ, và chúng ta có thể sử dụng được nhiều thứ hơn ở trên cái chiếc màn hình kích thước lớn đó. Thì với cái chiếc laptop mà đầu tiên mình mang lại cho anh em trong tầm giá khoảng 29 triệu đó ấy, thì chúng ta sẽ có đầu tiên sẽ là cấu hình Intel Core i5-1135G7, RAM sẽ là 8GB DDR4 và ổ cứng SSD 512GB. Với chiếc máy này thì nó sẽ rất là phù hợp với cả những bạn nào mà làm văn phòng mà thôi, bởi vì mức cấu hình RAM 8GB thực chất chúng ta sẽ không thể sử dụng được quá là nhiều các tác vụ đồ họa nặng hơn đúng không nào. Nhưng mà với 3 sản phẩm còn lại chúng ta sẽ đều có RAM là 16GB luôn. Với cái chiếc máy tiếp theo sẽ là chiếc LG Gram 17 ở đây. Đấy, thì em nó sẽ có cái mã là 17GAX71A5 anh em ạ. Với chiếc máy này anh em sẽ có cấu hình như thế nào? Đầu tiên phải kể đến CPU Intel Core i7-1165G7 luôn anh em ạ, i7 luôn anh em nhé. Tiếp theo RAM 16GB LPDDR4X, bộ RAM rất là cao lên tới là 4266MHz, ổ cứng SSD 256GB, nhưng mà đây mới là cái điểm quan trọng này. Anh em đừng nhìn 256GB mà anh em thấy thấp, bởi vì là với chiếc LG Gram 17 này em nó sẽ có đến tận là 2 khe SSD để anh em có thể nâng cấp thêm, và cái khe còn lại thì Laptour sẽ tặng thêm luôn cho anh em một thanh 256GB nữa. Tổng cộng chúng ta đã có tới tận là 512GB SSD rồi, như vậy là đã quá vô tư sử dụng rồi đúng không anh em. Với một cái tài nguyên RAM cũng như SSD nó rộng như thế thì chúng ta có thể tha hồ lưu trữ dữ liệu hay là sử dụng vào cả những tác vụ nặng, đồ họa cũng nặng hơn một chút, như là anh em có thể làm Photoshop, anh em có thể làm Lightroom, đặc biệt là những anh em nào mà đam mê Lightroom ấy thì cái chiếc máy này sẽ cực kỳ là phù hợp luôn. Kích thước màn hình lớn, độ phủ màu lên tới là 100% DCI-P3 và 100% sRGB nữa, mức độ sáng thì cũng rất là lớn, là màn IPS anh em ạ, cho chúng ta khả năng quan sát cực kỳ tốt trên những cái chiếc màn hình kích thước lớn như thế này. Và với cả phiên bản 16 hay là 17 inch đều cho chúng ta là pin, cục pin dung lượng rất lớn, 2 cell lên tới 80Wh, cục pin cực kỳ lớn được đặt ở bên trong thân máy và được bảo quản rất là kỹ càng để mà tránh những va đập. Thì với cái viên pin 80Wh như thế anh em có thể hoàn toàn sử dụng trong khoảng 1 ngày là không cần tìm tới cục sạc, vô tư không gặp một chút vấn đề gì cả với dung lượng pin rất lớn trên chiếc máy này. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của chiếc LG Gram, bền bỉ và pin rất trâu anh em nhé. Còn nếu như mà nói về các cái độ bền ý, thì anh em có thể vào YouTube search những cái bài test video, những cái bài test độ bền của chiếc LG Gram, anh em sẽ cảm thấy yên tâm hoàn toàn với cả chiếc máy này luôn. Ok. Và với mức giá khuyến mãi cho chiếc LG Gram 17 ở đây, mức giá niêm yết của nó sẽ là 44.900.000 đồng. Còn với mức giá sale tại cửa hàng Laptour lên tới 25%, anh em chỉ cần bỏ ra 33.690.000 mà thôi, tức là giảm lên tới hơn 11 triệu đồng. Và với những chương trình giảm giá khủng khiếp như thế, chắc chắn anh em sẽ chỉ bắt gặp ở cửa hàng Laptour mà thôi anh em nhé. Hãy cùng mình qua nốt tới hai chiếc máy còn lại, đấy chính là chiếc máy đầu tiên LG Gram 14 anh em ạ, và em nó sẽ có cái mã là LG Gram 14AH75A5, cho mức giá niêm yết của em nó sẽ là 47.900.000 đồng. Nhưng mà với chương trình sale này anh em chỉ cần bỏ ra 35.990.000 đồng mà thôi anh em ạ. Vậy thì chiếc LG Gram 14 này nó có những cái điểm gì và cấu hình của em nó sẽ như thế nào? Đầu tiên thì cũng phải kể đến CPU, chắc chắn rồi chúng ta sẽ có CPU là Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB LPDDR4X, boot RAM rất là cao rồi. SSD thì là 512GB M.2 PCIe. Và một chiếc máy với kích thước chỉ có 14 inch, trọng lượng của em nó sẽ chỉ có là 999g mà thôi, chưa tới 1 cân anh em ạ.
quá nhẹ nhàng trong một chiếc máy kích thước 14 inch, đúng không anh em? Vừa bền vừa cứng, pin lại còn trâu nữa. Đó là những cái điểm cực kỳ ấn tượng và mức giá của nó sẽ chỉ bây giờ sẽ chỉ còn có 35 triệu 9 mà thôi anh em ạ. Rất hời. Nhưng mà sắm chiếc máy này về mà học kiểu digital painting đúng không nào, vẽ vời cái thứ hay là làm Photoshop, chỉnh sửa hình ảnh mang theo bên mình, không có gì tiện bằng. Chia sẻ thật lòng với anh em luôn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới chiếc máy cuối cùng, thì sẽ là một mã nữa 16 inch anh em ạ. Nhưng mà với mã này thì anh em sẽ có cấu hình mạnh mẽ hơn mã đầu tiên mình giới thiệu cho anh em. Với chiếc này thì em nó sẽ có cái mã là LG Gram 16GAH73A5 anh em ạ. Em nó sẽ có cấu hình là Intel Core i7 1165G7, RAM 16GB, SSD 256GB, nhưng chúng ta sẽ vẫn sẽ được tặng kèm thêm một thanh 256GB nữa để có thể nâng cấp lên hai thanh SSD M2. Và lúc này chúng ta sẽ có dung lượng lưu trữ lớn hơn để có thể lưu trữ tài liệu học tập hay là bất cứ một cái thứ gì trên chiếc máy này. Quá tuyệt vời đúng không anh em, chiếc 16 inch nữa. Và mức giá niêm yết cho em máy này sẽ là 48.990.000, sấp xỉ 50 triệu rồi anh em ạ. Nhưng mà với chương trình sale lần này thì anh em sẽ chỉ cần bỏ ra là 36.990.000 mà thôi anh em ạ. Đó, như vậy là chúng ta đã có một mức giá phải nói là sale nhiều hơn rất là nhiều so với cả thời điểm ban đầu rồi, để mà chúng ta có thể mua sắm về đi học hay là đi làm một chiếc máy phù hợp với cả doanh nhân. Nếu như mà cả những bạn sinh viên ưa những chiếc máy nhẹ nhàng mà có mức tài chính dư giả một chút thì mình khuyến khích là nên lựa chọn những chiếc máy như thế này để có thể mang đi theo bên mình, để có thể học tập làm việc được thuận tiện nhất anh em nhé. Bên cạnh mức giá đã giảm cực kỳ là sốc như thế rồi thì anh em vẫn sẽ được tặng kèm thêm hai chiếc tai nghe FP5 tùy thuộc màu đen hoặc trắng do anh em lựa chọn, và trị giá lên tới là 6 triệu đồng lận từ ngày mùng 10 tháng 3 cho tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và chi tiết về đường link dẫn tới chương trình khuyến mãi cũng như là chi tiết đường link dẫn tới những cái sản phẩm mà mình mang tới cho anh em thì mình sẽ gắn ở phía bên dưới phần mô tả của video này, ngay bên dưới nút like mà thôi. Anh em hãy kéo xuống bên dưới và truy cập vào đó để có thể tham khảo chi tiết nhất anh em nhé. Và nếu anh em cảm thấy yêu thích video của Love World, đừng quên ủng hộ chúng mình xin một like và một sub, cũng như lại nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Và mình sẽ gắn ở đây một cái video dẫn tới cái video review của mình về những chiếc LG Gram, anh em hãy có thể vào tham khảo anh em nhé để có thể nắm thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.